Cô chào các em học sinh khối lớp 3 trường tiểu học Hoan Thông. Hôm nay chúng ta sẽ học toán tuần 23 bài chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Ở bài này chúng ta sẽ có hai hoạt động. Hoạt động 1 là tìm hiểu bài, hoạt động 2 là luyện tập. Ở hoạt động 1, cô có phép tính như sau. 4.218 chia 6. Các em đã biết cách thực hiện số có 3 chữ số, chia số có 1 chữ số. Thì ở bài học này, chúng ta cũng thực hiện lần lượt từng bước, giống như các bài trước. Đầu tiên, ta lấy 4 chia 6 không được. Do đó, ta phải bắt 2 chữ số là 42 chia 6. 42 chia 6 được 7, viết 7. 7 x 6 bằng 42. 42 trừ 42 bằng 0, viết 0. Đó là lượt thứ nhất. Sang lượt thứ hai, ta hạ 1. 1 chia 6 bằng 0, viết 0. 0 x 6 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1, viết 1. Lượt thứ ba, ta hạ 8 xuống. Lúc này ta được 18. 18 chia 6 bằng 3, 3 x 6 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0, viết 0. Đây là phép chia hết. Như vậy phép chia 4.218 chia 6 bằng 703. Để rõ hơn, cô và các em sẽ cùng làm thêm một phép tính nữa nhé. Ở ví dụ tiếp theo, cô có phép tính như sau. 2.407 chia 4. 2 không chia được cho 4. Do đó ta lấy 24 chia 4. Ở lượt thứ nhất, 24 chia 4 bằng 6, viết 6. 6 x 4 24. 24 trừ 24 bằng 0, viết 0. 0 hạ xuống. 0 chia 4 bằng 0, viết 0. 0 x 4 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0, viết 0. 7 hạ xuống. 7 chia 4 bằng 1. 1 x 4 bằng 4. 7 trừ 4 bằng 3, viết 3. Ở đây 3 là số dư. Do đó phép chia 2.107 chia 4 bằng 601, dư 3. Qua hai phép tính, cô và các con cùng các con cần lưu ý. Khi thực hiện phép chia có bao nhiêu lượt thì thương sẽ có bấy nhiêu chữ số. Ví dụ, số 2.007 chia 4, ta thực hiện 3 lượt chia thì thương sẽ có 3 chữ số là chữ số 6, chữ số 0 và chữ số 1. Các con lưu ý điều này nha. Rồi để xem coi các con có hiểu bài hay không, chúng ta sẽ qua phần luyện tập. Bài 1, đặt tính rồi tính. Cô có 4 phép tính trên màn hình. Bây giờ các con hãy cho máy ngưng. Và các con sẽ thực hiện 4 phép tính này vào vở của mình. Đây, chúng ta cùng sửa bài nào. 3.224 chia 4. Ta lấy 32 chia 4 bằng 8, viết 8. 8 x 4 bằng 32. 32 trừ 32 bằng 0, viết 0. 2 hạ xuống. 2 chia 4 bằng 0, viết 0. 0 x 4 bằng 0. 2 trừ 0 bằng 2. 4 hạ xuống. 24 chia 4 bằng 6. 6 x 4 bằng 24. 24 trừ 24 bằng 0. Ở phép tính thứ hai, 1.516 chia 3, 15 chia 3 bằng 5, viết 5.
5 x 3 bằng 15. 15 trừ 15 bằng 0. Viết 0. 1 hạ xuống. 1 chia 3 bằng 0. Viết 0. 0 x 3 bằng 0. 1 trừ 0 bằng 1. Viết 1. 6 hạ xuống. 16 chia 3 bằng 5. 5 x 3 bằng 15. 16 trừ 15 bằng 1. 1865 chia 6. 18 chia 6 bằng 3. 3 x 6 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0. Viết 0. 6 hạ xuống. 6 chia 6 bằng 1. 1 x 6 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Viết 0. 5 hạ xuống. 5 chia 6 bằng 0. 0 x 6 bằng 0. 5 trừ 0 bằng 5. Ở đây cô đã sửa 3 phép tính. Như vậy nếu các con làm đúng 3 phép tính này rồi thì cô hy vọng phép tính còn lại các con cũng làm chính xác. Nếu các con đã hiểu bài rồi thì cô cũng có lời khen ngợi các con. Qua bài tập số 2. Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215 m. Đội đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa? Bây giờ chúng ta cùng tóm tắt nào. Đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215 m, cô thể hiện bằng một đoạn thẳng dài 1215 m. Đội đã sửa 1/3 quãng đường. Cô sẽ chia đoạn thẳng này làm 3 phần bằng nhau. Và đội đã sửa được 1 phần. Đó là đề bài cho. Bây giờ đề bài hỏi. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa? Thì để tìm được đội công nhân còn phải sửa bao nhiêu mét đường thì chúng ta phải tìm đội đó đã sửa được bao nhiêu mét đường. Rồi chúng ta mới tìm được đội đó còn phải sửa. Các con cho máy ngưng và các con thực hiện bài giải của mình vào trong vở. Và đây là bài giải của cô. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm là số mét đường đội đã sửa. Số mét đường đội đã sửa được 1/3 quãng đường, như vậy ta lấy 1215 ta chia cho 3 thì ra được số mét đường đã sửa. Khi có được số mét đường đã sửa rồi thì chúng ta sẽ tìm số mét đường còn phải sửa. Ta thực hiện phép tính trừ. Ở lời giải thứ nhất, các con có thể ghi lời giải giống như cô. Hoặc các con có thể ghi là quãng đường đội đã sửa được là. Như vậy có hai cách ghi. Có thể ghi là số mét đường hoặc ghi là quãng đường đều đúng các con nhé. Như vậy qua tiết học ngày hôm nay, nếu như các con thấy là mình từ đầu đến bây giờ mình đã giải và làm đúng được các bài tập thì cô chúc mừng các con đã hiểu được bài. Cô mong là các con sẽ học giỏi, chăm, ngoan ở những tiết học sau. Cô chào các con.